Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế toàn cầu thứ 3 ngày 30 tháng 8 phát sóng trên kênh truyền hình stv 8 Sau đây là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Liên minh châu Âu chuẩn bị gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine. Nga hoàn ngành phái bộ IAEA đến thị sát nhà máy Zaporizhia. Đức lạc quan về mục tiêu dự trữ khí đốt. Ngày 29 tháng 8, phát biểu tại diễn đàn chiến lược ở Bled, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay, Liên minh châu Âu đang tính toán chuyển cho Ukraine đợt hỗ trợ tài chính tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã hỗ trợ tài chính cho Ukraine hơn 10 tỷ euro, tương đương 10,01 tỷ đô la Mỹ kể từ đầu cuộc xung đột, không bao gồm sự hỗ trợ song phương của các quốc gia thành viên và liên minh này đang tính toán cho gói hỗ trợ tiếp theo nhiều hơn nữa cho Ukraine. Trước đó, đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Joseph Borrell cho biết, liên minh này đã cung cấp cho Ukraine các gói viện trợ tài chính trị giá 9,5 tỷ euro kể từ ngày 24 tháng 2 và đang chuẩn bị cho gói hỗ trợ mới trị giá khoảng 8 tỷ euro. Đây sẽ là các khoản viện trợ quân sự, hỗ trợ tài chính vĩ mô, hỗ trợ ngân sách, viện trợ nhân đạo, hỗ trợ khẩn cấp cho những người tản cư, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng. Theo truyền thông Anh, gói viện trợ của nước này dành cho Ukraine có thể sớm kết thúc vào cuối năm 2022 khi ngân sách chi tiêu công của London tăng mạnh. Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ngân sách hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine sẽ sớm cạn kiệt vào cuối năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, London đã viện trợ cho Kiev hơn 2,3 tỷ bảng, tương đương 2,7 tỷ đô la Mỹ chỉ đứng sau Mỹ. Cũng theo nguồn tin này, gánh nặng chi tiêu công sẽ tác động đáng kể đến việc chính phủ Anh có tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong tương lai hay không. Người kế nhiệm thủ tướng Anh Boris Johnson khó có thể giải được bài toán này trong thời gian ngắn, điều này đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo sắp tới của London sẽ phải đối mặt với câu hỏi là có nên tiếp tục viện trợ bổ sung hàng tỷ bảng cho Kiev giữa lúc ngân sách khó khăn hay không. Những ngày qua Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước một thảm họa có thể xảy ra ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lực lượng cứu hộ Ukraine luyện tập kiểm soát bụi phóng xạ trong khi người dân được phát các viên thuốc iốt. Sự chủ động phòng bị này cho thấy sự quan ngại gia tăng về các tai nạn hạt nhân quy mô lớn có thể xảy ra khi mà giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn quanh nhà máy Zaporizhia. Nhà máy Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu do Nga kiểm soát từ tháng 3. Hình ảnh vệ tinh cho thấy cháy đã xảy ra quanh nhà máy mấy ngày nay. Các vụ giao tranh quanh nhà máy đang dấy lên lo ngại sẽ châm ngòi cho một thảm họa hạt nhân. Ngày 29 tháng 8, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc phái bộ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine là cần thiết và Nga sẵn sàng hợp tác với phái đoàn của IAEA. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga hoàn toàn hoan nghênh việc phái bộ IAEA đến thị sát nhà máy Zaporizhia, đồng thời nhấn mạnh cần giảm căng thẳng quân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vì sự an toàn của cả châu Âu. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đóng vai trò quan trọng cho chuyến đi mà IAEA đang tiến hành và nước này sẽ đảm bảo sự an toàn cho phái bộ IAEA. Cùng ngày, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và tái khẳng định quan ngại về sự an toàn của nhà máy này, G7 đã yêu cầu tiếp cận không cản trở đối với phái bộ IAEA. Theo đó, phái bộ IAEA cần phải được tiếp cận mọi cơ sở hạt nhân tại Ukraine kịp thời, an toàn và không bị cản trở. Lực lượng quân sự của Nga và các nước đối tác sẽ tham gia cuộc diễn tập mang tên Vostok 2022 tại Nga kéo dài một tuần. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 50.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 do Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Garesimov trực tiếp chỉ huy tại các khu huấn luyện thuộc quân khu miền đông của nước này. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 5.000 phương tiện vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 140 máy bay, 60 tàu chiến, tàu thuyền và tàu hỗ trợ sẽ tham gia vào tập trận Vostok 2022. Tốc độ dự trữ khí đốt của Đức nhanh hơn dự kiến và tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga ngày càng giảm. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Đức Robert Habeck cho biết các kho tích trữ khí đốt của Đức đang được lấp đầy nhanh hơn dự kiến và mốc mục tiêu đạt 85% công suất lưu trữ vào tháng 10 năm 2022, trước đây có thể đạt ngay vào đầu tháng 9 tới. Trước đó, chính phủ Đức đặt mục tiêu đạt 75% lượng khí đốt tích trữ vào ngày 1 tháng 9, con số này tính tới ngày 26 tháng 8 đã ở mức 82,2%. Theo Bộ Kinh tế Đức, các công ty cung cấp khí đốt có thể lấy khí đốt trong mùa đông từ những cơ sở tích trữ để cung cấp cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình như kế hoạch. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne cảnh báo về nguy cơ phải thực hiện phân phối năng lượng trong mùa đông này, đồng thời thúc giục giới lãnh đạo các công ty triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng. Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne nêu rõ nếu người dân cùng hành động thì có thể giải quyết được nguy cơ thiếu hụt năng lượng, Trong trường hợp mọi người không tham gia và nếu xảy ra các kịch bản xấu nhất thì chính phủ có thể buộc phải áp đặt cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu đối với người tiêu dùng, Thủ tướng Pháp cho biết nếu buộc phải phân bổ năng lượng thì các công ty sẽ phải chịu tác động nhất. Theo bà, chính phủ Pháp đã đề ra một kế hoạch dự phòng trong đó bao gồm một hệ thống giao dịch hạn ngạch có thể giúp các công ty mua và bán hạn ngạch điện. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ cho các công ty này. Bà Bon cũng kêu gọi từng công ty đề ra kế hoạch tiết kiệm năng lượng riêng vào tháng 9. Tây Ban Nha muốn trở thành cửa ngõ khí đốt mới của châu Âu bằng cách hồi sinh dự án đường ống xuyên núi Prunes. Tây Ban Nha đặt hy vọng tái sinh kế hoạch xây dựng đường ống Pyrenees nối bán đảo Iberia qua Pháp tới trung tâm châu Âu, vốn bị bỏ dở từ năm 2019 vì vấn đề quy hoạch và ngân sách. Ngoài khí đốt, Tây Ban Nha hy vọng có thể cải thiện kết nối với những nước khác của châu Âu, mở ra con đường trở thành trung tâm mới của Liên minh châu Âu về hydro xanh, nguồn năng lượng được đánh giá là quan trọng cho tương lai. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Venezuela và Colombia chính thức nối lại quan hệ ngoại giao. Mỹ và lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tập trận chung. Iraq ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Ngày 29 tháng 8, Cộng hòa Séc, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên vào tháng 9 tới. Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc cho biết nước này đang triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng Năng lượng. Dự kiến các bộ trưởng năng lượng EU sẽ nhóm họp vào ngày 9 tháng 9 để tìm ra giải pháp giúp điều chỉnh thị trường năng lượng. Phủ Tổng thống Séc cũng xác nhận EU sẽ triệu tập cuộc họp khẩn nhằm giải quyết vấn đề giá năng lượng leo thang vào tháng sau. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hungary tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về cung cấp khí đốt bổ sung và dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom nhằm tăng thêm nguồn cung hàng ngày từ tháng tới. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về lượng khí đốt cũng như mức giá thỏa thuận. Ngày 29 tháng 8, Venezuela và Colombia đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao sau 3 năm dặn nứt. Venezuela và Colombia đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao khi đại sứ của mỗi nước đã có mặt tại nhiệm sở để bắt đầu khởi động thời kỳ mới trong quan hệ song phương sau hơn 3 năm gián đoạn do những bất đồng nghiêm trọng giữa chính phủ hai nước. Bộ ngoại giao Venezuela khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập và hữu nghị giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng việc đại sứ quán hai nước hoạt động trở lại sẽ thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình và hiểu biết lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Quan hệ giữa Venezuela và Colombia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng trong những năm gần đây và lên đến đỉnh điểm khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao hồi đầu năm 2019, khi chính phủ cánh hữu Colombia của tổng thống Iván Duque công nhận thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaidó là tổng thống lâm thời. Các chuyên gia môi trường của Cuba và Mỹ đã thảo luận trực tuyến về công tác phục hồi những khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất đảo quốc Caribe hôm 5 tháng 8. Chính phủ Cuba cho biết, chuyên gia môi trường của cả Cuba và Mỹ đã thảo luận các phương thức hợp tác khả thi nhằm khôi phục những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas. Vụ hỏa hoạn chưa từng có trong lịch sử Cuba và được coi là thảm họa công nghiệp có nguồn gốc tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại đảo quốc này, đã khiến 16 người thiệt mạng và 146 người bị thương. Ngoài việc đưa ra thông tin về các công tác mà đảo quốc Caribe đã và đang triển khai kể từ khi chính thức dập tắt vụ hỏa hoạn, thì phía Cuba cũng đề nghị các chuyên gia của cơ Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA đưa ra ý kiến đánh giá về những công tác này cũng như nhận định về khả năng tiếp cận những kỹ thuật và quy trình tiên tiến nhất của EPA và các đơn vị liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ hoặc xử lý thảm họa. Khoảng 1.400 thành viên của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và khoảng 700 lính Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung đến ngày 9 tháng 9 tới. Mỹ và lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tập trận chung. Cuộc tập trận này nhằm triển khai công tác huấn luyện kỹ thuật bắn diễn ra tại thành phố Yamato trên đảo Kyushu của Nhật Bản, cũng như nâng cao khả năng phản ứng để bảo vệ các hòn đảo xa xôi của xứ sở mặt trời mọc. Trong khuôn khổ tập trận, binh sĩ hai nước thực hiện việc tiêu diệt mục tiêu cách khoảng 2.000 mét bằng hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng Javelin của Mỹ. Đây là lần đầu tiên tổ hợp tên lửa Javelin được sử dụng trong tập trận ở Nhật Bản. Nhật Bản đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi, tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại hội nghị quốc tế Tokyo tại Tunisia. Ngày 28 tháng 8, Nhật Bản đã cam kết đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới cho châu Phi, trong đó tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi lần thứ 8 đang diễn ra tại Tunisia. Theo đó, Nhật Bản sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Phi tăng cường các khoản cho vay trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của châu lục này. Quân đội Iraq đã mở rộng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc sau khi những người ủng hộ giáo sĩ Motada Ansar xông vào một tòa nhà chính phủ ở vùng xanh tại trung tâm thủ đô. Sau khi ban bố lệnh giới nghiêm ở thủ đô Baghdad, chiều ngày 29 tháng 8, quân đội Iraq đã mở rộng lệnh trên ra toàn quốc bắt đầu từ 19 giờ địa phương, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam. Động thái này diễn ra sau khi những người ủng hộ giáo sĩ Mutada Ansa xông vào một tòa nhà chính phủ ở vùng xanh tại trung tâm thủ đô. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ ở khu vực vùng xanh và các lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Theo nhân viên y tế và cảnh sát, các vụ đụng độ ở Baghdad đã làm hai người thiệt mạng và 19 người bị thương. Biểu tình leo thang sau khi Giáo sĩ hồi giáo dòng CET quyền lực ở Iraq, ông Mottaḍa Ansa tuyên bố sẽ rời chính trường và đóng cửa các cơ sở của mình để phản ứng với tình trạng bế tắc chính trị khó giải quyết định này. Malaysia sẽ thu hút 9,2 triệu lượt khách du lịch năm nay và đem về doanh thu khoảng gần 6 tỷ đô la Mỹ. Malaysia đặt mục tiêu thu hút 9,2 triệu lượt du khách. Đây là mục tiêu mới đặt ra với ngành công nghiệp không khói vừa được Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia công bố. Sở dĩ quốc gia Đông Nam Á này điều chỉnh mục tiêu là nhờ trong 7 tháng đầu năm nay, số khách du lịch đến Malaysia đã tăng mạnh, chuẩn bị vượt mục tiêu đặt ra trước đó là 4,5 triệu khách du lịch với doanh thu 2,5 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi mở lại biên giới và nới lỏng hạn chế đối với du khách, Malaysia đã đẩy mạnh các sáng kiến và biện pháp để thu hút du khách, trong đó có việc đưa đại biểu quốc tế thông qua các sự kiện kinh doanh đến nước này. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa yêu cầu mọi trường học trên cả nước phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước khi khai giảng năm học mới vào ngày 1 tháng 9 tới. Giới chức quản lý giáo dục Lào đánh giá, hiện nay, nhiều phụ huynh học sinh lơ là chủ quan về dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi còn rất thấp. Do đó, việc đẩy mạnh tiêm vaccine cho học sinh là rất quan trọng để đảm bảo mục tiêu năm học mới diễn ra chất lượng và an toàn trong phòng chống dịch. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ban hành 10 biện pháp và 40 khuyến nghị để mở trường an toàn trên toàn quốc, đồng thời tăng cường việc quản lý các hiệu trưởng trường học, cơ sở giáo dục để đảm bảo các trường được vận hành hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn mong muốn. Chương trình kinh tế toàn cầu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.